Trên tay mình hôm nay đang là bộ phát sóng Wi-Fi Huawei B311. Đây là bộ sản phẩm được rất là nhiều khách hàng lựa chọn. Thứ nhất là hãng Huawei thì sản xuất cái thiết bị phát sóng Wi-Fi này nó khá là lâu rồi, còn nó khá là nổi tiếng rồi. Với thứ hai là cái bộ và sản phẩm B311 này nó phát sóng rất là ổn định, thường thường là rất là ít lỗi. Các bạn sử dụng nhiều thì các bạn thường thường những cái tên tuổi như lớn như là Huawei hoặc là Netgear thì sản phẩm rất là ổn định cũng như là chất lượng cao, được nhiều khách hàng lựa chọn, dễ dàng sử dụng, tốc độ truy cập cao và đặc biệt là rất là nhiều tiện ích quản lý bằng app, rất là tiện lợi. Đây là bộ sản phẩm Huawei B311 này, các đèn thông báo này, đèn nguồn này, đèn thông mạng này, đèn wifi này, đèn LAN này, đèn SIM này, thương hiệu logo của Huawei này. Phía trên thì gồm có nút tắt bật nguồn này cũng như là nút tắt bật wifi này, đây hai cái nút này, nút tắt bật nguồn này, nút tắt bật wifi này. Cạnh hông thì là cái kia dùng để cắm SIM này, đây kia cắm SIM này. Các bạn có thể cắm SIM, khay SIM này, SIM to nhé. Đây, các bạn đẩy lại này. Bên trên đây là cái khe dùng để cắm, các bạn lưu ý này. Khe này dùng để cắm cái chân cắm anten. Anten để thu sóng wifi này. B311 thì nó chỉ có một chân cắm anten, các bạn lưu ý nhé. Không khác với dòng B310 là nó hai chân cắm anten. Đây là cái nút reset của bộ B311 này. Nút cấp nguồn này, nút LAN này. Nút LAN này lấy LAN ra cũng như là LAN vào, tùy các bạn nhé. Mình tại sao mình lại nói LAN ra và LAN vào? Thứ nhất là LAN ra đối với các bạn dùng SIM sẽ cấp LAN ra này. Còn nếu các bạn không dùng SIM, các bạn muốn biến thành router thì các bạn cấp LAN vào thì nó vẫn chạy bình thường nhé. Đây. Huawei này. Bản này là bản Huawei B311IS853 này. Các bạn lưu ý giúp mình nhé. Đây, giấy này, khe tản nhiệt này. Đây. Mặt dưới của bộ sản phẩm thì cũng gồm các thông số kỹ thuật như là email này, số ID này. Đây đặc biệt là cái tên của bộ phát Wi-Fi này, đây là cái model này. Đây, tên của nó là B317D3C này, các bạn lưu ý này. Đây là cái mật khẩu dùng để truy cập này. Đây là cái gọi là cái password đấy. Password để truy cập bộ B311 này. Cái IP dùng, cái ID này dùng để truy cập vào cái địa chỉ để thay đổi tên cũng như mật khẩu này. Password mặc định của nó là admin. Còn cái mã pin này thì các bạn không cần lưu ý nhé. Các bạn pin thì bao giờ bị khóa hay các bạn nên nhập mã pin này. Cho lưu ý giúp mình này. Đấy. Đây là cái app quản lý của Huawei này. Huawei này thường thường nó có lý ngày trước nó là Huawei Healing thì bây giờ nó là Huawei apps file chẳng hạn, hình như tất cả các file hay sao ấy, nếu như mình không nhầm thì thường thường như vậy. Thì sau đây mình sẽ hướng dẫn quý vị các bạn cách thay đổi tên cũng như là mật khẩu của bộ Huawei B311 này, thông qua thứ nhất là thông qua app và thứ hai là thông qua cái địa chỉ IP. Để tiến hành thay đổi bộ tên cũng như là mật khẩu của Huawei B311 này, đây là Huawei B311, thì sau khi mình đã cấp điện cũng như là cấp SIM này thì nó sẽ sáng các đèn này, đèn nguồn này, đèn tất cả các đèn này, ba đèn này nó trắng này, đèn này đèn xanh này, thông mạng này, còn đèn này đèn LAN thì chưa cắm thiết bị LAN thì nó sẽ chưa chạy này. Đây. Thì sau đây mình sẽ cái dùng với một chiếc điện thoại. Mình bắt cái Wi-Fi của Huawei B311. Các bạn lưu ý này. Đây, cái Huawei B311 thì nó đã ra rồi này. Thì hiện tại mình muốn nhập cái Wi-Fi của nó thì các bạn lưu ý này. Đây, đây là cái Wi-Fi của nó này. 7D3C này, thì cái dòng password tức là cái dòng mật khẩu này sẽ là 9963, các bạn lưu ý luôn giúp mình nhé. Đây là cái mật khẩu này, trên là tên này, dưới là mật khẩu password để truy cập này. 9963 8678. Sau đây mình sẽ nhập này. 9963 8678. Đây. Mình sẽ nhấn kết nối và đợi cho điện thoại của mình bắt với Huawei B311 này. Đây, bắt thành công rồi này. Tín hiệu sóng ổn định này. Đây, cái địa chỉ IP của nó ra luôn rồi này. Đấy. Thì cái việc đầu tiên là mình sẽ quan tâm đó là các bạn sẽ tải cái app này về. Các bạn lưu ý này. Đây, cái app Huawei này, các bạn sẽ tải nó về này. Huawei App Slide. Đây. Các bạn sẽ tải nó về nhé. Các bạn sẽ đánh vào tìm. Đây, các bạn sẽ gõ là Huawei App Slide này. Đây. Đấy. Thì các bạn sẽ tải nó về này. Thì hiện tại mình đã tải rồi này. Thì đây. Cái giao diện sau khi mình tải về này thì nó là giao diện này, Huawei App Slide này. Đây, các bạn lưu ý này. Cái giao diện của Huawei này. Các bạn sẽ bấm nó vào này. Đây. Thì sau khi các bạn bấm nó vào trực tiếp này thì nó sẽ hiển thị luôn cho các bạn là một thiết bị Wi-Fi này, đây. Đấy. Thì các bạn lưu ý này. Sau khi các bạn bấm đăng nhập này, nó đã thiết bị luôn cho các bạn nó đăng nhập này, đồng cho cái app này, đây. Đấy. Các bạn quan tâm này, bao nhiêu thiết bị truy cập này, đây này. Một cái laptop này, một cái iPhone của mình này. Cài đặt Wi-Fi này. Đây. Các bạn quan tâm ở chỗ này cho mình. Đây.
các bạn cài đặt wifi này, các bạn đổi tên này, xe khách 01 này. Đây mình sẽ đổi mật khẩu của nó này, mình để cả chữ cả số này. Xin cảm ơn 2 này. Đây mình sẽ đổi tên nó thành là xe khách 01 này, mật khẩu là xin cảm ơn 2 này. Đấy. Các bạn lưu ý nhé, nó yêu cầu có ẩn ID không này, các bạn sẽ không kể nó. Đây đây, sau khi đổi tên và mật khẩu này, các bạn lưu này. À đây nó không xe khách 01 này. Đây xin cảm ơn 2 này, nó yêu cầu các bạn là không được viết in hoa cắp lắc, à không được viết có dấu ở đây, thì các bạn sẽ lưu nó lại này. Đây. Ok này, và nó sẽ yêu cầu là thiết bị này sẽ khởi động lại này. Đây nó sẽ khởi động lại trong vòng tầm khoảng từ 30 giây tới tầm 1 phút thì các bạn sẽ đợi cho thiết bị khởi động lại này. Đây nó đang ngoại tuyến, nó thoát ra ngoài rồi này. Đây đây, hiện tại thì mình đã đổi tên thành công cái Huawei P31 thành xe khách 01 này. Mình sẽ nhập là xin cảm ơn xin cảm ơn 2 này, kết nối ok nhé. Đấy đây là cách kết nối thành công, đây là cách đổi mật khẩu thứ nhất mà đơn giản nhất, là các bạn vào cái app này, đây Huawei App Slide này. Đây nó lại trực tuyến đây này. Đấy các bạn lại quan tâm này, các muốn đổi tiếp mật khẩu thì các bạn lại cài đặt wifi thôi. Đấy rất là đơn giản đúng không ạ, dễ dàng. Còn một số đối với các bạn mà không chưa biết tải cái phần mềm này về hoặc là ngại tải mà các bạn muốn hay đổi trên IP nó quên ấy, thì các bạn sẽ làm như sau này. Cũng đầu tiên cũng trên thiết bị này, sau khi bắt cái mật khẩu wifi của B31 nhé, mình tiến hành luôn trên B31 rồi nhé. Đây là cái khách 01 lại mình đổi đúng không, thì bây giờ mình sẽ quan tâm đến cái IP này 192.168.8.1 này. Đây mình sẽ gõ ở đây 192.168.8.1. Đây mình sẽ cho nó đi. Các bạn lưu ý này, đây đây hai dòng là nó yêu cầu này. Đây sau khi tải về này, nó sẽ quan tâm đến đây này, thì các bạn sẽ kích xuống cái dòng như thế này cho mình. Đây cái dòng dưới này, này đây kích vào cái dòng này. Đấy thì nó sẽ yêu cầu các bạn nhập cái mật khẩu đây này, các bạn nhập đúng cái mật khẩu đây nhé. Thì nó sẽ yêu cầu cái mật khẩu đây này. Đây cái mật khẩu của nó là admin này, các bạn lưu ý này, admin này. Đây admin này. Admin này. Đấy các bạn nhập đúng cho mình, thì sau đây mình sẽ nhập vào này. Đây sau khi mình nhập đúng cái mật khẩu admin này vào rồi này, đây thì thiết bị nó đã hiển thị rồi này. Đây thiết bị nó đã vào giao diện thành công rồi này. Đấy các bạn thấy chưa, nó vào giao diện 4G qua thiết bị này, vào một thiết bị này. Các bạn sẽ quan tâm đến cái trường giao diện quan tâm nhất cho mình, đó là WLAN này. Đây các bạn bấm vào WLAN này này. Đấy các bạn bấm vào WLAN thì tự động nó sẽ hiển thị ra rồi này, cái tên này cũng như mật khẩu này. Đây thì bây giờ các bạn muốn đổi tên thì các bạn xóa đây thôi. Đây mình sẽ kéo lại cho các bạn này. Đây đấy xe khách 01 này, mình đổi nó thành Huawei đi. Huawei 2 nhé. Đấy mình đổi là đổi lần 2 này, đổi lần này đổi lần lại này. Lúc nãy là mình đổi xe khách rồi, bây giờ mình đổi này. Đây mình muốn hiển thị cái pass này lên này. Đây thì mình sẽ xóa nó đi. Đây mình sẽ đặt cái pass mới, các bạn lưu ý nhé, mình sẽ đặt cái pass mới, mình đặt đó là từ 1 đến 0 đi, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0. Đây các bạn lưu ý này, sau khi các bạn đổi xong này, đấy thì các bạn kích vào ok này này. Thì sau khi mình kích vào thành công rồi này, thì mình sẽ vào Huawei 2 này, mật khẩu 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0. Cái nối thành công này, các bạn kiểm tra luôn màu wifi này, chạy này. Đây mình kết nối, mình đã hướng dẫn các bạn cách hai cách thay đổi mật khẩu tên cũng như là mật khẩu của Huawei P31. Thứ nhất là bằng app
UWE apply và thứ hai là đổi qua IP 192.168.8.1 trên chiếc điện thoại di động. Đây. Thao tác rất là nhanh. Chúc các bạn thành công. Cảm ơn quý vị các bạn đã theo dõi.